cái cửa hàng ở bên em các bác này. Hiện tại bác tài xế đang đang ghi đơn. Đấy, hàng hóa đang để chấp đầy xe đây. Đấy. Đang là phân chia hàng cho các nhà xe. Đấy. Bóc hàng xuống. 98 này. Phân toàn Hải Phòng đây. Nhà mình quán có cục vang ấy, nhà mình lấy hàng ở đâu đấy ạ? Rồi ok anh nhá. Một đô 3,5 anh nhá. Bạn lưu số lại đấy mà gọi cho tự. Đúng rồi bố, là xong ngã tư mục, là ngã tư cái Đại Dương cho bố nhá. Quán toàn Hải Phòng này. Thế thì hôm nay đi Hải Phòng Quảng Ninh khá là nhiều các bác. Cả máy đi ra là sẽ đi ở ông áo này. Một đơn thôi. Ừ. Hải Dương một đơn. Đây nhá. Bốn đơn. Biết được chưa? Ok. Chụp mình rồi chết rồi. Hôm nay chụp nhau à? Thế chết gì? Có lại cái số không có đưa cho đảo đâu ra. Một vòng gần hết rồi các bác này. Đã thọ rõ thân nữ xe này. Đấy, là thân nữ xe đấy. Đang gửi đi những đơn đi Quảng Ninh nữa. Quảng Ninh rồi đi đi Hải Dương là đi rồi. Đấy. Chị gọi cho em đúng không? Chị gọi số vừa đấy. Nào, gọi Pháp Vân đi qua được không? Đâu? Đường 10 cao tốc Pháp Vân. Đường 10 cao tốc.